Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Mô-se thưa rằng: Nhưng dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi, vì sẽ nói rằng Đức Giê-hô-va chẳng có hiện ra cùng ngươi đâu. Đức Giê-hô-va phán rằng: Trong tay ngươi cầm vật chi? Thưa rằng: Một cây gậy. Phán rằng: Hãy ném xuống đất đi. Người bạn ném xuống đất, gậy hóa ra một con rắn. Mô-se chạy trốn nó. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra nắm đuôi nó. Người giơ tay ra nắm thì nó hờn lại cây gậy trong tay. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ấy để cho chúng nó tin rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp đã hiện ra cùng ngươi. Đức Giê-hô-va lại phán rằng: Hãy đặt tay ngươi vào lòng. Ngươi liền đặt vào rồi lấy ra. Này, tay người nổi phung trắng như tuyết. Đoạn Ngài phán rằng: Hãy đặt tay ngươi vào lòng lại. Người bèn đặt vào rồi lấy ra. Kìa, tay trở lại như thịt mình. Lại phán: Nếu khi nào dân đó chẳng tin ngươi và chẳng vâng theo tiếng của dấu thứ nhất, thì sẽ tin theo tiếng của dấu thứ nhì. Vả lại, nếu dân chẳng tin cả hai dấu này và không vâng theo lời ngươi, thì hãy lấy nước dưới sông mà làm tràn ngập trên mặt đất. Nước mà ngươi đã lấy dưới sông lên đó sẽ thành máu trên mặt đất vậy. Mô-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi lạy Chúa, từ hôm qua hôm kia, hay là từ lúc Chúa phán dạy kẻ tôi tới Chúa, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng. Đức Giê-hô-va bèn phán rằng: Ai tạo miệng loài người ra? Hay là ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng? Vậy bây giờ hãy đi, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói. Mô-se thưa rằng: Ôi lạy Chúa, Chúa muốn sai ai đi thì sai. Đức Giê-hô-va bèn nổi giận cùng Mô-se mà phán rằng: Có phải A-rôn, người Lê-vi là anh ngươi chăng? Ta biết người đó có tài nói giỏi, và kìa, người đang đi đến đón ngươi kia. Khi thấy ngươi, chắc sẽ vui mừng trong lòng. Vậy, ngươi hãy nói cùng người và sắp để những lời trong miệng người. Khi hai ngươi nói, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và miệng anh ngươi, dạy các ngươi những điều gì phải làm. Ấy là người đó sẽ nói cùng dân sự thế cho ngươi, dùng làm miệng ngươi, còn ngươi sẽ dường như Đức Chúa Trời cho người vậy. Ngươi hãy cầm lấy gậy này nơi tay, để dùng làm các dấu lạ. Mô-se bèn đi, trở về Giê-trô, ông gia mình mà thưa rằng: Xin cha hãy cho tôi trở về nơi anh em tôi tại xứ Ai-cập, đặng thăm thử họ còn sống chăng. Giê-trô bèn nói cùng Mô-se rằng: Con hãy đi bình yên. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Mô-se tại Ma-đi-an rằng: Hãy trở về xứ Ai-cập, vì mấy người tìm giết ngươi đã chết hết rồi. Mô-se bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa, trở về xứ Ai-cập. Người cũng cầm cây gậy của Đức Chúa Trời theo trong tay. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-se rằng: Khi trở về xứ Ai-cập, hãy cẩn thận về các dấu lạ của ta đã giao nơi tay ngươi mà làm trước mặt Pharaon. Nhưng ta sẽ khiến người cứng lòng, chẳng cho dân sự đi. Vậy ngươi phải tâu cùng Pharaon rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vậy: Israel là con ta, tức trưởng nam ta, nên ta có phán cùng ngươi rằng: Hãy cho con ta đi, để nó phụng sự ta, mà ngươi đã từ chối không cho nó đi. Này, ta sẽ giết con trai ngươi, là con trưởng nam của ngươi. Vả đang khi đi đường, Đức Giê-hô-va hiện ra trước mặt Mô-se nơi nhà quán và kiếm thế giết người đi. Sê-phô-ra lấy con dao bằng đá, cắt dương bì của con mình và quăng dưới chân Mô-se mà nói rằng: Thật, chàng là huyết lang cho tôi. Đức Giê-hô-va tha chồng. Nàng bèn nói rằng: Huyết lang, là vì cớ phép cắt bì. Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: hãy đi đến đồng vắng đón rước Môi-se. A-rôn bèn đi gặp Môi-se tại núi của Đức Chúa Trời và hôn người. Môi-se thuật lại cho A-rôn mọi lời của Đức Giê-hô-va sai mình truyền và các dấu lạ mà Ngài đã dạy mình làm. Vậy Môi-se đi cùng A-rôn nhóm lại các trưởng lão dân Israel. A-rôn bèn thuật hết các lời của Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se và làm những dấu lạ trước mặt dân sự. Chúng bèn tin, hiểu rằng Đức Giê-hô-va đã thăm viếng dân Israel và thấy điều cực khổ của mình. Chúng bèn cúi đầu và thờ lại. Chương 5. Kế sau, Môi-se và A-rôn đến tâu cùng Pharaon rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của dân Israel có phán như vậy: hãy cho dân ta đi, đặng nó giữ một lễ cho ta tại đồng vắng. Nhưng Pharaon đáp rằng: Giê-hô-va là ai mà trẫm phải vâng lời người để cho dân Israel đi? Trẫm chẳng biết Giê-hô-va nào hết, cũng chẳng cho dân Israel đi nữa. Môi-se và A-rôn tâu rằng: Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ đã đến cùng chúng tôi. Xin hãy cho phép chúng tôi đi vào nơi đồng vắng cách chừng 3 ngày đường, đặng dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, kẻo Ngài khiến bệnh dịch hay việc gươm dao hành chúng tôi chăng? Vua xứ Ai-cập phán rằng: hỡi Môi-se và A-rôn, sao các ngươi xui cho dân chúng bỏ công việc như vậy? Hãy đi làm công việc mình đi. Pharaon lại phán rằng: kìa, dân sự trong xứ bây giờ đông đúc quá, hai ngươi làm cho chúng nó phải nghỉ việc ư? Trong ngày đó, Pharaon truyền lệnh cho các đốc dịch và phái viên rằng: các ngươi đừng phát rơm cho dân sự làm gạch như lúc trước nữa, chúng nó phải tự đi kiếm góp lấy. Nhưng các ngươi hãy hạn số gạch y như cũ, chớ trừ bớt chi cả, vì họ biếng nhác lấy cớ mà đồng kêu lên rằng: hè đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy gán công việc nặng cho chúng nó, hầu cho chúng nó mắc công việc, chẳng siêu về lời giả dối nữa. Các đốc dịch và phái viên bèn ra nói cùng dân chúng rằng: Pharaon có phán như vậy: ta chẳng cho các ngươi rơm nữa, hãy tự đi kiếm lấy rơm ở đâu thì đi, xong chẳng trừ bớt công việc các ngươi chút nào. Bây giờ dân chúng bèn đi rải khắp xứ Ai-cập đặng góp gốc rạ thế cho rơm. Các đốc dịch lại hối rằng: hãy làm cho xong phần việc các ngươi y số định, ngày nào cho rồi ngày nấy, cũng như khi có phát rơm. Những phái viên trong vòng dân Israel mà các đốc dịch của Pharaon đã lập lên trên dân đó bị đánh và quở rằng: sao hôm qua và ngày nay các ngươi chẳng làm xong phần định về việc mình làm gạch y như trước? Các phái viên của dân Israel bèn đến kêu cùng Pharaon rằng: sao bệ hạ đãi kẻ tôi tớ như vậy? Người ta chẳng phát rơm cho, lại cứ biểu chúng tôi rằng hãy làm gạch đi. Này tôi tớ của bệ hạ đây bị đòn, lỗi tại dân của bệ hạ. Nhưng vua đáp rằng: các ngươi là đồ biếng nhác, đồ biếng nhác. Bởi cớ đó nên nói cùng nhau rằng: hè đi tế Đức Giê-hô-va. Vậy bây giờ cứ đi làm việc đi, người ta chẳng phát rơm cho đâu, nhưng các ngươi phải nộp gạch cho đủ số. Vậy các phái viên của dân Israel lấy làm bối rối, vì người ta có nói cùng mình rằng: các ngươi chẳng được trừ số gạch đã định cho mình, ngày nào rồi ngày nấy. Khi lui ra khỏi Pharaon thì họ gặp Môi-se và A-rôn đợi tại đó, bèn nói rằng: hai ngươi đã làm cho chúng tôi ra mùi hôi hám trước mặt Pharaon và quần thần, mà trao thanh gươm vào tay họ đặng giết chúng tôi. Cầu xin Đức Giê-hô-va xem xét và xử đoán hai ngươi. Môi-se bèn trở về cùng Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: lạy Chúa, sao Chúa đã làm hại cho dân sự này? Chúa sai tôi đến mà chi? Từ khi tôi đi ý kiến Pharaon đặng nhân danh Chúa mà nói, thì người lại ngược đãi dân này, và Chúa chẳng giải cứu dân của Chúa. Thi-thiên 15. Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngụ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài? Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình và nói chân thật trong lòng mình. Kẻ nào có lưỡi không nói hành, chẳng làm hại cho bạn hữu mình, không gieo sỉ nhục cho kẻ lân cận mình. Người nào khinh dễ kẻ gian ác, nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va. Kẻ nào thề nguyện, dầu phải tổn hại cũng không đổi dời gì hết. Người nào không cho vay tiền lấy lời, chẳng lãnh hối lộ đặng hại người vô tội. Kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rúng động. Thi-thiên 16. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra, tôi không có phước gì khác. Tôi lấy làm thích mọi đàn, các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Ban đêm, lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn. Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Chương 36. Năm thứ 14 đời vua Ê-xê-chia thì San-chê-ríp, vua A-sê-ri, đến đánh các thành bền vững của Giu-đa và chiếm lấy. Đoạn vua A-sê-ri sai Ráp-sa-kê với đạo binh lớn từ La-ki đến Giê-ru-sa-lem nghịch cùng vua Ê-xê-chia. Ráp-sa-kê đứng tại cống ao trên, nơi đường cái ruộng thợ nện. Bây giờ Eliakim, con trai của Hinh-kia, làm chức cung giám, đi với thư ký Shebna và sử quan Joa, con trai của Asap, mà đến cùng người. Ráp-sa-kê nói với ba người rằng, hãy tâu cùng vua Ê-xê-chia rằng, đấng đại vương, tức là vua A-sê-ri, phán như vậy: sự trông cậy mà ngươi nương dựa là gì? Ta nói rằng, mưu và sức ngươi dùng mà giao chiến chỉ là lời vô ích mà thôi. Vậy ngươi cậy ai mà dám làm phản ta? Này, ngươi cậy Ê-díp-tô, ngươi lấy cây sậy đã gãi ấy làm gậy, là cây mà ai dựa vào thì nó đâm phủng tay. Pharaon, vua Ê-díp-tô, đối với kẻ trông cậy mình cũng là thế ấy. Có lẽ các ngươi bảo ta rằng, chúng ta cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Nhưng ấy chẳng phải là đấng mà Ê-xê-chia đã bỏ các nơi cao và các bàn thờ Ngài, khi truyền cho Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rằng, các ngươi khá thờ lại trước bàn thờ này hay sao? Vậy bây giờ hãy đưa con tin cho chủ ta là vua A-sê-ri. Nếu ngươi tìm được đủ lính kỵ thì ta sẽ cấp cho 2.000 con ngựa. Nhưng tài nào ngươi sẽ đuổi được lấy một quan trưởng rất kém trong các tôi tớ chủ ta hay sao, mà ngươi cậy Ê-díp-tô để tìm xe binh và lính kỵ? Vả lại, há không có mạng của Đức Giê-hô-va mà ta lên đánh xứ này để diệt nó sao? Đức Giê-hô-va đã phán cùng ta rằng, hãy lên đánh xứ này và diệt đi. Eliakim cùng Shebna và Joa bảo Ráp-sa-kê rằng, xin nói với tôi tớ ông bằng tiếng Aram, vì chúng tôi hiểu tiếng ấy. Song đừng lấy tiếng Giu-đa nói cùng chúng tôi, cho dân này đang ở trên tường thành nó nghe. Ráp-sa-kê nói, chủ ta sai ta truyền mấy lời đó, nào những cho chủ ngươi và cho ngươi ư? Há chẳng cũng truyền cho những người ngồi trên tường thành, là kẻ sắp phải cùng với các ngươi ăn phân uống tiểu mình ư? Đoạn Ráp-sa-kê đứng dậy, dùng tiếng Giu-đa mà nói to lên rằng, hãy nghe lời phán của đại vương là vua A-sê-ri. Vua phán như vậy: các ngươi chớ để vua Ê-xê-chia lừa dối mình, vì người chẳng có thể cứu các ngươi. Cũng chớ để vua Ê-xê-chia khuyên các ngươi trông cậy Đức Giê-hô-va mà rằng, Đức Giê-hô-va chắc sẽ cứu chúng ta, và thành này sẽ chẳng phó vào tay vua A-sê-ri đâu. Chớ nghe vua Ê-xê-chia, vì vua Assyri phán như vậy: Hãy hòa với ta và ra hàng ta đi, thì các ngươi ai nấy sẽ được ăn trái nho trái vả của mình, uống nước giếng mình, cho tới chừng ta đến đặng đem các ngươi vào một xứ như xứ các ngươi, tức là xứ có mạch nha và rượu mới, lúa mì và nho. Vậy hãy giữ mình, kẻo vua Ê-xê-chia dỗ dành các ngươi mà rằng Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu chúng ta. Vậy chớ các thần của các nước khác đã giải cứu xứ họ khỏi tay vua Assyri được chăng? Nào các thần của Hamat và của Ác-bác đâu tá? Nào các thần của Sê-phạt-va-im đâu tá? Các thần ấy đã cứu Samari ra khỏi tay ta chưa? Trong những thần của các xứ đó, có thần nào là thần đã cứu xứ mình ra khỏi tay ta, mà Đức Giê-hô-va có thể cứu Giê-ru-sa-lem khỏi tay ta được? Chúng làm thinh, chẳng đáp lại một lời, vì vua có truyền lệnh rằng: Các ngươi đừng đáp lại. Eliakim, con trai của Hin-kia, làm chức cung giám cùng thư ký Shebna, sử quan Joa, con trai của A-sáp, xé áo mình ra, trở về chầu vua Ê-xê-chia và thuật lại những lời của Ráp-sa-kê. Chương 37. Nghe tin đó, vua Ê-xê-chia liền xé áo mình, quấn bao gai vào đền Đức Giê-hô-va. Đoạn sai quan cung giám Eliakim, thư ký Shebna và các trưởng lão trong hàng thầy tế lễ đều quấn bao gai, đến cùng đấng tiên tri Ê-sai, con trai của A-mốt, nói với người rằng: Vua Ê-xê-chia phán như vậy: Ngày nay là ngày hoạn nạn, quở phạt và hổ nhuốc, vì con đã đến kỳ đẻ rồi, nhưng không có sức mà đẻ ra. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ nghe những lời của Ráp-sa-kê, mà chủ nó là vua Assyri đã sai đến để đố thách Đức Chúa Trời hằng sống, và có lẽ Ngài sẽ quở phạt nó theo như những lời mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã nghe. Vậy xin hãy vì những người còn lại đây mà cầu nguyện. Các tôi tớ của vua Ê-xê-chia bèn đến cùng Ê-sai. Ê-sai bảo rằng: Này là lời các ngươi sẽ tâu lại cùng chủ mình. Đức Giê-hô-va có phán như vậy: Chớ sợ về những lời ngươi đã nghe, là lời của tôi tớ vua Assyri dùng mà nói phạm ta. Này, ta đặt thần linh trong nó, rồi nó sẽ nghe tin mà trở về xứ mình. Tại đó ta sẽ làm cho nó ngã dưới gươm. Vả khi Ráp-sa-kê nghe chủ mình là vua Assyri đã đi khỏi La-ki, bèn trở về chầu người, gặp người đang đánh thành Libna. Bây giờ vua Assyri có nghe tin báo về tiệc Haka là vua Ethiopia rằng người kéo ra để đánh cùng vua, bèn sai các sứ giả đến cùng Ê-xê-chia và dặn rằng: Các ngươi hãy nói cùng Ê-xê-chia vua Giu-đa rằng: Vua chớ để cho mình bị lừa bởi Đức Chúa Trời mà mình tin cậy, nói rằng Giê-ru-sa-lem sẽ chẳng phó vào tay vua Assyri đâu. Này, vua hẳn có nghe những sự các vua Assyri đã làm ra ở các nước. Các nước ấy đã bị hủy diệt cả rồi, còn vua sẽ được cứu khỏi ư? Các thần của các nước mà tổ tiên chúng ta đã diệt, tức là các thần của Gô-san, của Cha-rang, của Rết-sép và của con cái Ê-đen ở Tê-la-sa, có cứu được họ không? Chớ nào vua của Ha-mát, vua của Ạc-bác, các vua của thành Sê-phạt-va-im, thành Hê-na và thành Y-va ở đâu? Ê-xê-chia đã nhận thơ tại tay sứ giả và đọc rồi, thì lên nhà Đức Giê-hô-va, mở thơ ra trước mặt Đức Giê-hô-va, cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, là đấng ngự trên các cherubim, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của mọi nước trên đất. Ngài đã dựng nên trời và đất. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nghiêng tai mà nghe. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin mở mắt mà xem. Xin nghe mọi lời mà San-chê-ríp đã khiến nói cùng tôi để đố thách Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va, thật rằng các vua nước Assyri đã hủy diệt các nước và phá hại đất đai, ném các thần trong lửa. Nhưng ấy chẳng phải là các thần, bèn là việc của tay người ta, bằng gỗ và bằng đá, cho nên họ đã hủy diệt đi được. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, vậy bây giờ xin Ngài cứu chúng tôi khỏi tay San-chê-ríp, hầu cho mọi nước trên đất đều biết chỉ một mình Ngài là Đức Giê-hô-va. Ê-sai, con trai của A-mốt, bèn khiến người tâu cùng vua Ê-xê-chia rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: vì ngươi đã cầu xin ta nghịch cùng San-chê-ríp vua A-sê-ri, này là lời Đức Giê-hô-va đã phán về nó. Gái đồng trinh Si-ôn khinh dễ ngươi, nhạo cười ngươi; gái Giê-ru-sa-lem lắc đầu sau ngươi. Ngươi đã đố thách và nói phạm đến ai? Ngươi đã cất tiếng lên và ngước mắt lên cao nghịch cùng ai? Ấy là nghịch cùng Đấng Thánh của Israel. Ngươi đã dùng các tôi tớ mình mà đố thách Chúa, nói rằng: ta đem muôn vàng cổ xe lên trên chót núi, là nơi xa thẳm của Li-ban. Ta sẽ đốn những cây bách rất cao, cây tùng rất xinh, vào đến trên đỉnh rất cao, trong rừng của ruộng tốt. Ta đã đào đất và uống nước, dùng bàn chân làm cho cạn mọi sông Ê-díp-tô. Ngươi há chẳng nghe rằng ta đã làm sự đó từ lâu, đã định từ đời xưa hay sao? Hiện nay ta khiến xảy ra, hầu cho ngươi phá các thành bền vững nên gò đống đổ nát. Những dân cư các thành ấy đã kém sức, khiếp sợ, xấu hổ, trở nên như rau ngoài đồng và cỏ xanh, như cỏ trên mái nhà, như lúa mì chưa trồi đọt mà đã héo. Ta xem thấy ngươi khi ngồi, khi ra, khi vào và khi náo loạn nghịch cùng ta. Vì ngươi náo loạn nghịch cùng ta, lời sắc sược của ngươi đã thấu đến tai ta, nên ta tra cái khoen nơi lỗ mũi ngươi và cái khớp nơi miệng ngươi, khiến ngươi theo con đường mình đã nói đến mà trở về. Hỡi Ê-xê-chia, điều này sẽ là dấu: năm nay sẽ ăn hoa lợi chín ruộng tự sinh ra, sang năm còn ăn lúa tự nhiên mọc lên không gieo giống. Nhưng đến năm thứ ba, hãy gieo và gặt, hãy trồng vườn nho và ăn trái. Trong nhà Giu-đa, kẻ nào tránh khỏi nạn và còn sót lại sẽ châm rễ mới ở dưới và ra trái ở trên, vì sẽ có dân sót ra từ Giê-ru-sa-lem và mấy kẻ trốn khỏi nạn ra từ núi Si-ôn. Lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm điều đó. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán về vua A-sê-ri như vậy: nó sẽ không vào thành này, chẳng bắn vào một mũi tên, cũng chẳng dùng một cái thuẫn mà nghịch với, và chẳng đắp lũy mà cự lại. Nó sẽ theo con đường mình đã nói đến mà trở về, không vào thành này đâu. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ binh vực thành này để giải cứu nó, vì cớ ta và vì cớ David là tôi tớ ta. Bấy giờ một thiên sứ của Đức Giê-hô-va vào trại quân của người A-sê-ri và giết 18,500 người. Sáng hôm sau, người ta dậy sớm, thấy rạc những thây chết. San-chê-ríp vua A-sê-ri bèn đi trở về ở tại Ni-ni-ve. Một ngày kia, người đang quỳ lại trong đền Nít-róc thần của mình, thì con trai người là A-tra-mê-lét và Sa-rê-se lấy gươm giết người. Đoạn hai người đó trốn trong xứ Ararat. Con trai người là Ê-sạc-ha-đôn trị vì thay người. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy dạy con. Chúa ơi, Những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.